Sau 60 phút thôi mà bây giờ nhìn em thay đổi hoàn toàn luôn á. Đây, đây là cái hình ảnh trước khi mà em đến với bên chị nha. Em thấy không, lúc này là gương mặt của mình gặp những cái khuyết điểm như là xuất hiện cái rãnh cười nè rất là sâu và có những cái nếp nhăn ở phần khóe mắt cũng như là phần trán. Nhìn tổng thể gương mặt lúc này rất là già và da cũng không có được căng bóng mịn màng như bây giờ. Nhưng mà sau 60 phút thôi, bây giờ một nửa bên mặt mình vừa mới làm xong á, da căng bóng mịn màng nè, không còn xuất hiện cái rãnh cười nữa và những cái nếp nhăn của mình cũng được khắc phục hoàn toàn rồi. Giờ em soi gương thấy là ưng ý và hài lòng với kết quả này không? Em rất là hài lòng luôn á. Nhìn kỹ là da em bên này rất là căng bóng nè, những cái khuyết điểm trên da của em cũng không còn nữa, nếp chân chim rồi nếp nhăn rất là ân luôn á chị. Rồi cái lúc mà làm á thì em có thấy đau hay là thấy cảm giác khó chịu không? Cảm giác rất là dễ chịu luôn. Đúng rồi, tại vì là tất cả các dịch vụ tại Linh Anh đều sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất để hạn chế cái tối đa là cảm giác mình khó chịu trong quá trình mình điều trị. Còn đối với cái công nghệ là nâng cơ xóa nhăn Mesolip tại Linh Anh á thì sử dụng sóng siêu âm hội tụ với cường độ cao để mình liên kết cũng như là tái cấu trúc lại tế bào từ sâu bên trong da. Ngoài từ đó thì mình còn kích thích sản sinh thêm collagen nữa để giúp cho da của mình nó căng bóng mịn màng hơn. Thôi bây giờ là sẽ tiếp tục làm luôn cái phần còn lại ở bên mặt bên này cho em luôn để em lấy lại được cái sự tự tin cũng như là cái da của mình nó căng bóng mịn màng, gương mặt của mình nó cân đối hơn ha.